cái chủ đề nhỏ. Cái tay này cứng luôn. Các vận động viên làm thủ tục thi đấu. Quán tức khỏi bắt đầu. Thank you.
mới này, may mắn. Xin mời các vận động viên làm thủ tục. Quán thứ 6 bắt đầu.
chung cuộc gấp quá. Nhưng mà các bạn đầu tiên đến đây là một bậc hiệu. Ván thứ ba bắt đầu.
cửa trước bây giờ rồi đây rồi. Thank you.
đến giờ thi đấu, xin mời các vận động viên làm thủ tục thi đấu. Quán thứ 9 bắt đầu. Thank you.
Thu lại cho tí up lên mạng. Ván đầu tiên gặp ai thì ván thứ hai, ván là tiêu chuẩn gặp lại Khoa đổi mùa quân có một lần thôi, tại người đâu có thay đổi không, cứ cách đôi gặp gì. Ván đầu tiên là như vậy, đổi mùa quân ngon đẹp, người bạn nào cùng ăn đẹp. Thank you.
nói luôn. Một chút về kết quả thì tôi chỉ lại về với cả quân để mà chúc mừng về kết quả của quân xin mời các bạn đồng viên đứng dậy làm thủ tục thi đấu. Ván thứ hai bắt đầu. Thank you.
Đánh ra nhanh. Giang đó nè. Giang xong rồi. Đợi mày hỏi. Sao mà giao thằng anh được? Đúng rồi, ví dụ là 37/8. Thì bấm dừng. Thank you.
Thank you.